Hello mọi người, mình là Johan. Chào mừng mọi người đến với tập đầu tiên của series bóc tách UI UX. Khi nói về sự khác biệt giữa UI và UX thì mình tin rằng đa số mọi người đã có những hiểu biết cơ bản về UI là User Interface là giao diện tương tác của người dùng và UX, User Experience là trải nghiệm của người dùng đối với sản phẩm. Và nếu chúng ta để ý một chút thì có thể thấy được là hầu hết các sản phẩm trong đời sống hiện tại thì cũng có thể áp dụng hai cái phương diện này. Ví dụ như là chiếc ghế chạm khắc rồng phượng ở đây á, về mặt giao diện á, thì cái việc chạm khắc rồng phượng, rồng bay phượng múa như vậy á, nhìn nó rất là sang đúng không? Nhưng mà về mặt trải nghiệm người dùng á, thì về cái kiểu như là ghế gỗ thì mình ngồi sẽ không có được êm như là mình ngồi sofa. Hay là cái việc mà chạm khắc như vậy á, thì cái việc mà mình chùi rửa chỉ ngày mùa Tết cũng rất là cực hình đúng không mọi người? Vậy thì trong một ngữ cảnh là một digital product như là một app điện thoại hay là một website thì UI nó sẽ bao gồm những yếu tố nào, hay là designer cần phải để tâm đến những yếu tố nào trong cái việc mà tối ưu trải nghiệm của người dùng, thì mình sẽ cùng nhau bóc tách những câu hỏi này trong video ngày hôm nay nha. Đầu tiên về user interface hay là giao diện người dùng sẽ bao gồm tất cả những yếu tố mà người dùng có thể thấy và tương tác trên màn hình, thì nó có thể là phông chữ, là button, icon, hình ảnh, màu sắc, thanh công cụ và cả bố cục layout. Thì từ đó chúng ta có hình dung được là vai trò của một UI designer là một người phải tạo ra những cái thiết kế đẹp mắt, hài hòa và đồng nhất giữa các màn hình khác nhau, từ đó là tạo ra một cái ấn tượng tốt và giữ chân người dùng trải nghiệm sản phẩm lâu hơn. Và để có thể mang lại một trải nghiệm tích cực cho người dùng thì một UI designer cần phải hiểu rõ được về khách hàng mục tiêu, thị trường và cũng như là tính cách của thương hiệu để mà mình có thể lựa ra được một cái ngôn ngữ thiết kế phù hợp. Các thiết kế UI hiệu quả sẽ giúp cho doanh nghiệp tạo ấn tượng tích cực đối với người dùng, củng cố nhận diện thương hiệu và tạo nên sự khác biệt đối với đối thủ cạnh tranh. Nhưng mà tất cả những yếu tố đó thì chỉ mới là phần nhìn của sản phẩm thôi. Để mà có được một sản phẩm thực sự đáp ứng được nhu cầu của người dùng thì chúng ta cần phải nghiên cứu sâu về user experience, hay là trải nghiệm người dùng. Thì một UX tốt sẽ mang lại một trải nghiệm mượt mà giữa tất cả những tương tác của người dùng đối với sản phẩm, mà tốt hơn nữa là mang lại một trải nghiệm độc đáo và thú vị. UX là tổng hợp của tất cả những thành phần mà có tác động lên cảm xúc, suy nghĩ của người dùng xuyên suốt cái quá trình mà người dùng trải nghiệm sản phẩm. Thì một sản phẩm có UX tốt là một sản phẩm mà có thể cân bằng được giữa mục tiêu của doanh nghiệp, tính khả thi của công nghệ và nhu cầu của người dùng. Đầu tiên là về mục tiêu kinh doanh, thì doanh nghiệp chính là người mà am hiểu sản phẩm của họ nhất, và đồng thời là họ cũng là người bỏ tiền ra thuê mình về thiết kế. Thì do đó để có được một sản phẩm, một dự án thành công thì chúng ta cần phải nắm rõ được tầm nhìn, mục tiêu và cũng như là những resource hiện tại của doanh nghiệp để có thể đưa ra được giải pháp phù hợp. Thì tiếp theo là cái yếu tố nhu cầu của người dùng. Thì thông qua việc nghiên cứu người dùng thì designer có thể tạo được những giải pháp phù hợp nhằm đáp ứng nhu cầu cũng như là giải quyết những pain point hiện có. Và cuối cùng là yếu tố kỹ thuật, những sản phẩm digital được xây dựng và vận hành trên nền tảng số. Do đó là cái sự phụ thuộc vào công nghệ nó khá là lớn. Và vì chúng ta quan tâm đến cái nền móng công nghệ này nó sẽ giúp chúng ta đảm bảo được những yếu tố như là về tốc độ, về hiệu suất, về tính tương thích đa nền tảng và cũng như những yếu tố về bảo mật và quyền riêng tư. Và một giải pháp thiết kế tối ưu sẽ là tổng hòa của 4 tiêu chí. Thứ nhất là về creativity, là sự sáng tạo trong việc đưa ra giải pháp mà nó đáp ứng được nhu cầu của doanh nghiệp, nhu cầu của người dùng và đem lại một trải nghiệm thú vị. Về usability thì người dùng có thể tối ưu hóa được cái thời gian giải quyết một cái tác vụ trên sản phẩm. Về possibility thì cái giải pháp mà mình đưa ra nó phải có tính khả thi và có tiềm năng phát triển. Và cuối cùng là scalability thì cái cấu trúc của giải pháp nó phải linh hoạt và nó có thể mở rộng trong tương lai khi mà doanh nghiệp có nhu cầu mở rộng quy mô phát triển. Tổng kết lại thì UI design sẽ tập trung vào phần nhìn của sản phẩm nhằm đem lại một trải nghiệm thị giác tích cực cũng như là củng cố được cái độ nhận diện thương hiệu. Trong khi đó thì UX design sẽ được xem như là bộ xương sống để đảm bảo được mọi tính năng nó vận hành một cách trơn tru, đáp ứng được cái mục tiêu của doanh nghiệp cũng như là nhu cầu của người dùng. Ok, và trên đây là màn bóc tách những kiến thức cơ bản về UX design, UI design. Thì mình hy vọng là video này phần nào giúp ích cho các bạn. Nếu các bạn thích series bóc tách UI UX thì có thể bấm like và subscribe để ủng hộ tụi mình và đón chờ tập tiếp theo của series mang tên là Quy trình thiết kế linh hoạt. Nếu các bạn có cảm nghĩ gì về video hay là có những thắc mắc nào về chủ đề UI UX thì có thể comment xuống phía dưới để chúng mình cùng nhau bóc tách nha. Còn bây giờ thì xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.